Thưa quý vị, chiều nay đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do đồng chí Lê Minh Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn để đến kiểm tra công tác phòng chống bão Noru tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Cùng đi có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, tại thời điểm này, Đà Nẵng đã có 696 tàu và 160 ghe thuyền neo đậu an toàn tại cảng cá Thọ Quang và các khu vực lân cận. Hiện không còn tàu thuyền hoạt động trên vùng biển nguy hiểm. Các tàu thuyền sau khi về địa phương được tổ chức phân luồng, neo đậu giãn cách. Đồng thời, bà con ngư dân tiến hành chằng néo nhằm tránh va đập gây hư hỏng phương tiện, đề phòng cháy nổ trên tàu. Các ngành chức năng của thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền để ngư dân thực hiện nghiêm lệnh cấm biển của Ủy ban Nhân dân thành phố. Việc kêu gọi người dân ở dưới các vách núi rồi sao? Cái đấy thì thưa mấy bộ trưởng là hiện nay đều có các phương án sạt lở gì không? Về cơ bản là không, nhưng đều có cái phương án di dân, kể cả di dân ở các cái vùng trũng rồi các cái nơi mà cái vùng nguy hiểm thì đều có cái phương án di dân, và cả các cái khu vực mà dễ sạt lở trên vùng Hòa Vang thì đều có các cái phương án sẵn rồi. Chuẩn bị sẵn địa điểm hết. Tôi chỉ lưu ý công chí thêm một cái việc nữa là cái việc khi mà bão vào đấy, cái việc kêu gọi người dân ở dưới các cái tàu ấy, lên trên là một trong những vấn đề mà chúng ta có rất nhiều các cái bài học rồi. Phải làm sao đưa bà con lên trên đảm bảo được cái an toàn tuyệt đối. Qua kiểm tra thực tế khu neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Thọ Quang, và sau khi nghe báo cáo từ phía thành phố Đà Nẵng, đồng chí Lê Minh Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đã đánh giá cao việc chỉ đạo của thành phố Đà Nẵng trong thực hiện nghiêm túc công tác kêu gọi tàu thuyền về tránh trú bão, nhất là tìm mọi biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động quay về đất liền hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Đồng chí Lê Minh Hoàng cũng nhấn mạnh, với hướng đi của cơn bão Noru như hiện nay, thì Đà Nẵng có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp, gây mưa lớn, nên còi bảo vệ tài sản cho các phương tiện tàu thuyền, thì Đà Nẵng cần chỉ đạo các địa phương ven biển có phương án sẵn sàng nhân lực, vật lực theo phương châm 4 tại chỗ, bảo vệ an toàn cho người dân ở những điểm có nguy cơ ngập lụt. Trước dự báo tình hình thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Lê Minh Hoàng yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, cần tập trung cao triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu giảm thiểu thiệt hại do thiên tai đến mức thấp nhất.